Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Tuấn sẽ làm cái clip giới thiệu với các bạn, hướng dẫn các bạn mới tập chơi bass cách slap. Đây là cái cách chơi hợp với những dòng funky cũng như là những cái tiết tấu nhanh. Và ngày hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi slap và đơn giản, dễ, rất là dễ. Tuấn sẽ làm từng bước một. Thay vì cái clip trước thì Tuấn có dẫn là nhanh quá. Do vậy là clip này thì Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn từ từ. Đầu tiên các bạn phải tập ngón gảy, ngón tay phải. Cách đập làm sao để ra tiếng. Đầu tiên sẽ rất là khó, có thể nó phạch này. Các bạn hãy tập để đập ra tiếng. Thì khi mà chúng ta vẩy cổ tay nó sẽ hơi trượt xuống một tí như thế này thì cái tiếng nó sẽ tạo ra đó, và tiếng nó sẽ có màu sắc riêng của slap thay vì như này đó. Cái lưu ý thứ hai khi mà chúng ta tập slap là chúng ta sẽ phải tập cái cách bịt dây nhé các bạn nhé. Bịt dây thì là bình thường chúng ta cũng đã phải cần lưu ý rồi, nhưng tuy nhiên ở slap thì nó rất là quan trọng, bởi vì nếu như chúng ta bịt dây không tốt nó sẽ tạo ra tiếng ù ù. Trồng dây thì chúng ta đánh nút dê thì có cái dây mì nó bị rung, chúng ta không bịt thì nó sẽ không ổn. Do vậy ngón tay trỏ thường là giữ cái vị trí cái nốt cuối cùng của thế tay, và ba ngón còn lại là đảm nhận việc một là luyến, hai là bịt. Ở trong slap thì là chủ yếu là bịt dây đó. Thì chúng ta sẽ tập từ từ, và cái slap này nếu như các bạn hiểu, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn hiểu thì tập nó sẽ dễ. Còn khi mà các bạn nghe nhanh thì đúng là cũng rất là khó có thể hình dung được. Ví dụ như nó sẽ rất là khó, các bạn nhìn thấy cũng rất là khó này. Đấy, các bạn phải lưu ý. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà các bạn hiểu, tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhé, thì cái việc học nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đầu tiên các bạn phải chú ý này. Một là cái ngón cái đập ra tiếng bằng cách đánh bằng cổ tay, bàn tay y chang như này, để nguyên như này, như cổ tay chúng ta đập vào đó, và hơi trượt xuống tí thì sẽ tạo ra tiếng. Cái thứ hai là bên tay trái chúng ta tập thế tay này, sau đó là chúng ta tập bịt nhẹ nhàng thôi, vừa đủ, không mạnh quá. Đấy, không nhẹ quá đó, nó vừa đủ. Các bạn tập nhé. Đầu tiên các bạn tập 3 cái nhịp cho tôi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, đập dây vào, đập ngón cái vào, đồng thời dí ngón trỏ bên tay trái chặn nốt, và 3 ngón còn lại nhả ra. 1, các bạn có thể thấy này. 1, tôi để gần các bạn có thể dễ nhìn nhé. Một nhả ra này đó các bạn nhé. Một này, khi mà đầu tiên là tất cả dây tay trái chúng ta chặn dây để cho khỏi cái tiếng kêu này, và tay phải chúng ta bắt đầu đánh, đồng thời nhả ba ngón chặn dây ra và dí cái nút cần kêu, ví dụ như ở đây là nút dê đó. Một, hai, các bạn bịt dây lại với tốc độ vừa phải. Hai là bịt dây nhé các bạn nhé. Một nhả ra, hai là bịt dây, ba đập ngón cái vào. Ở đây cái nhịp ba nó khác với nhịp một. Nhịp một là chúng ta đánh để tạo ra tiếng, nhịp ba thì lại đập xuống để cho nó kêu, để cho nó câm và có tiếng bạch bạch như này, đúng không ạ? Các bạn thực hành theo tôi nhé.
nốt nào cũng được. Các bạn tập thật nhiều theo của tôi, theo cái phương pháp này nhé. Và nếu như mà đầu tiên các bạn không quen mà nó hơi mỏi tay thì các bạn có thể dùng bốn cái ngón này, nó giống như ngón bịt dây, và đánh dây buông. Khi các bạn đập vào, một chúng ta nhảy ra, chúng ta đập vào một dây thôi nhé các bạn nhé, ví dụ như dây mì này, hai bịt tất cả bốn ngón lại, ba chúng ta đập ngón cái lại, bịt tất cả cùng nhau bịt, đúng không ạ? Một, một hai ba, một hai ba, một hai ba, một hai ba, đúng không ạ? Một hai ba. Khi các bạn quen rồi, đừng có mỏi rồi thì chúng ta có thể đánh nốt. Đó. Như vậy là chúng ta đã đánh được cái đoạn đầu của nó. Khi mà kết hợp giữa ngón cái, bên tay trái thì có ngón trỏ và ba ngón bịt dây. Tiếp theo nữa là tôi sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần ngón ngón tay trỏ bên tay phải đây. Đó, đầu tiên thì tôi cũng bị phồng tay, tập nhiều nhiều là nó sẽ bị phồng tay này, hoặc là lâu lắm rồi chúng ta tập nó cũng sẽ bị phồng tay, phồng ở cái chỗ này, phồng ở chỗ chạm vào dây. Ngón cái thì ít hơn vì chúng ta đập là. Còn bên tay trái này thì tôi chơi guitar thì nghe là nó không có bị chai tay hay là gì cả. Và hơn nữa là chơi bass thì chúng ta không cần thiết phải ấn vuông góc như thế này. Và chúng ta có thể là ép cái tay xuống để tạo ra nốt. Tiếp theo này các bạn hình dung này. Đó. Đó. Là nhịp 4-4 nhé các bạn nhé. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh từ từ thôi. Bước 3 bước đầu tiên tôi đã hướng dẫn các bạn rồi. Một là chúng ta đập ngón cái nhả ba ngón chặn dây bên tay trái. Bước thứ hai, nhịp thứ hai chúng ta chặn dây. Nhịp thứ ba chúng ta chặn dây tiếp bằng ngón cái. Nhịp thứ tư bắt đầu chúng ta dùng móc. Móc ở đây các bạn nhìn này, lưu ý này, móc đây, ngón của tôi đây, móc ra, đồng thời nhả ba ngón chặn ra, đấy nhá, nhả ngón ba ngón chặn ra. Bước thứ năm chúng ta đập lại dây, chúng ta chặn lại dây. Bước thứ sáu chúng ta dùng ngón cái lại chặn tiếp dây nữa, giống như là bước ba, đúng không? Bước 7, chúng ta đập và nhả ba ngón chặn ra. Bước thứ 8, chúng ta chặn lại. Đó. Và 1, lại quay trở đầu, quay trở lại từ đầu. Đó. Tôi sẽ đánh cả câu để các bạn hình dung nhé. Đó, các bạn nghe có hình dung không ạ? Đấy là đánh nhanh. Đánh chậm này. Đây, cả câu nhé các bạn nhé. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Đúng không ạ? 3 đây là đập vào. 4 móc ra, 5, 6, 7, 8, 1 nhả ra và đập dây, 2 chặn, 3 chặn tiếp con cái lại, 4 móc, nhả tay ra, bên tay trái nhả ra, 5 chạm vào, bịt lại, 6 chúng ta đập, chặn tiếp bên con cái, 7 chúng ta đánh để nảy. Và nhả bên tay trái ra, đập ngón cái vào. 8, chúng ta bịt lại.
và quay lại từ đầu như thế. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Đó, các bạn hình dung không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Đó, vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 5, 6, 7, 8. Đó. Đó, thì đấy là nhịp 4-4 nhé các bạn nhé. Thì ngày hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn cái chơi theo cái nhịp 4-4 như này thôi, để cho nó dễ và hơn nữa là nó phù hợp với rất là nhiều dòng nhạc. Và các bạn có thể tập theo cái cách là nếu như mỏi quá chúng ta buông ra thì ngón trỏ chúng ta không bịt nữa mà tất cả đều là bịt. Đó, hoặc là chúng ta khi mà quen rồi thì cái ngón trỏ này sẽ là cái nốt để giữ vị trí thế tay. Và khi mà mức 1 nhé các bạn nhé, nếu như theo tôi đánh như thế này thì cái nốt 1, ví dụ nốt D chẳng hạn, thế thì ở những cái nốt tiếp theo, dây tiếp theo thì mình luyến ấy, cái 7-8 thì mình có thể đánh dây phía bên dưới khoảng 3 và 5 đây, như thế này. Ví dụ La này thì có D, Mi, La đây. Đấy, thì chúng ta nó sẽ phong phú hơn. Tuy nhiên là sau này các bạn tập quen rồi thì các bạn có thể biến tấu đi. Ví dụ như này. Đó. Các bạn có thể là dùng ngón tay cái, hoặc là khi mà đập ở đây chúng ta không luyến nữa mà chúng ta để chạy các cái nốt đệm. Hy vọng rằng là clip này sẽ hữu ích đối với những cái bạn các bạn mà mới tập chơi bass và đang tìm hiểu về cái cách chơi slap. Và nếu các bạn thấy thú vị cũng như là hữu ích thì các bạn có thể đăng ký kênh của Tuấn ở phía dưới, ấn nút like cũng như là có thể bình luận nếu các bạn có muốn đặt câu hỏi cũng như là cần trao đổi với Tuấn. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những cái clip tiếp theo.